Sau các sự cố đáng tiếc xảy ra với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất ở Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ chủ trương cho các ngân hàng được khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất, tạo điều kiện cho vay thêm để những doanh nghiệp này thêm thuận lợi khi tiếp tục sản xuất và kinh doanh. Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh tái khẳng định, nhà nước Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng luôn ủng hộ nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài đều sẽ được ngành ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ, kể cả những nhà đầu tư trước đây chưa từng có giao dịch vay vốn với ngân hàng tại Việt Nam cũng sẽ được xem xét cho vay ưu đãi nếu có nhu cầu. Là chúng tôi sẽ giữ hạn mức tín dụng, yêu cầu giữ mức tín dụng không thay đổi, thậm chí là gì có những nhu cầu chính đáng thì chúng tôi sẽ tăng hạn mức để từ đó đáp ứng được nhu cầu vốn. Những doanh nghiệp mà bị khó khăn do đình trệ sản xuất thì chúng tôi sẽ cơ cấu lại nợ, kéo dài thời hạn nợ để từ đó tạo điều kiện cho họ trả. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại đang hoạt động hoặc là có quan hệ giao dịch với các doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày 13 đến 15 tháng 5, một số ngân hàng ghi nhận dấu hiệu rút tiền nhiều hơn mức bình thường của người dân ở các phòng giao dịch trên địa bàn. Báo cáo từ các ngân hàng cũng cho thấy, người dân rút tiền một phần là để mua vàng và ngoại tệ. Riêng tại Sacombank, có ngày tổng lượng vàng bán ra gấp đôi thường lệ. Tuy nhiên, đến đầu tuần qua, tình hình huy động vốn đã quay trở lại bình thường. Giao dịch vàng và ngoại tệ tại các ngân hàng cũng đã hạ nhiệt. Số người mua tuy có lớn nhưng số người bán cũng dồi dào, thị trường xem như đã ổn định trở lại.